Chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ làm một cái kèo của Zoro. Có đã thỉnh thoảng thì ông ấy cũng mất tốt ở rất là nhiều phần comment. Thì comment 5 lần thì cái comment ấy mới được nhiều like nhất. Đó chính là Luffy đánh với ba người theo đuổi mình rất là lâu. Đó chính là Bartolomeo, Bo Hancock. Ô và thằng ô nào nhỉ, quên con mẹ rồi. Ô, con mẹ quên, tôi quên anh em ơi. Bây giờ cứ chọn đã. Quên con mẹ rồi. Đó hợi. Quên con mẹ rồi anh em ơi. Ôi Boa này, Bartolomeo này. Ai đấy nhỉ? Ô con mẹ. What the fuck? Từ từ tôi lên xe quá. Quên lúc này. Chịp cha rồi. Đậu phụ. Cái đó. À, Smoker. Ba người theo đuổi mãi. Ok. Chúng ta sẽ đến với Thousand Sunny. Ok, let's go. Luffy, Best Boy Hancock, Bartolomeo và Smoker. Nói chung là Boy Hancock vẫn đập Luffy như bình thường thôi, vẫn đập SML là khác. Ok. Oh. Nếu mà đó là Hancock thì ta sẽ không đến đây để thua đâu. What the fuck? Có vẻ con Luffy đánh nhanh hơn. Tao à? Mày! Ôi trời ơi! Holy shit! Phải phải! Phải có Haki rồi. Mẹ! Luffy to hanare banare to wa. Ok. Đi tốt, đi tốt. What the fuck? Chết rồi. Trời ơi. Có thật. Con có đánh tí máu hả? Điểm, điểm. Cái bởi phân tích đánh này là. Ôi trời. Người này. What the fuck? Được rồi. Mẹ mày, chúng mày thích bắn nạt đi. Chúng mày thích bắn nạt đúng không? Mẹ chúng mày. Chúng mày thích bắn nạt Luffy bé đúng không? Mẹ chúng mày, mày thích bắn nạt Luffy bé à? Còn mẹ chúng mày luôn. Mày thích bắt nạt Luffy bé à? Bố mày đã tiến hóa rồi đây. Tiến hóa là mày có hai vết sẹo, có vết sẹo dấu ích trước ngực đây. Mẹ mày tiến hóa à? Fuck you. Tiến hóa à con? Mày sống rồi, mày tan đời rồi bọn lợn này. Kondo wa jama sun ja ne zo. Luffy senpai no gom gom no pistol. Đấy.
và một goal nó mới Bristol. Quả cậu Cổ tôi nghe nói là cô vừa đánh tồi nhỏ đúng không? Con mẹ đỡ được mà sao nó đứng cơ lô cơ lô nhỉ? Có chịu bạn, có chịu còn lại Hàn gọt này. Thế á? Ngu người ra khỏi thuyền nhanh lên. Cháu thứ hai này, Great to Hulk. Ngu người. Mày Greasy Magnum. Đỡ được gì đây? Mày mối đầu được không? Chà tức rồi. Ôi trời. Không biết như nào đây. Mình bắt được nó phát cuối là mình ăn được. Nào đây. Bắt lấy. Bắt được chưa? Lao yếu. Chót nó chuột, tôi ghét nhất của Smoker. Quay bấy lâu con. Đéo chửi con, cái con này. Con cúc cu. Cái con chim cúc cu này chúng mày. Thằng Smoker mày. Đỡ. Đỡ. Lưu lưu. Hello. Luffy sẽ bại đây. Mày bao nhiêu? U người Red to Hawk. Mày. Có một cơ để tôi chơi kia bốn cái đó. Thở bóng bậu ơi. Ôi có cách nhở. Ba mươi ba mày tuổi gì? Mày tuổi con chim cúc cu. Mày chim cúc cu. Đầu phát. Lion Bazooka. Bye bye. Nó này. Ok. Thì để ủng hộ mình làm tiếp cái kèo tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, comment bên dưới và nhấn subscribe cho tôi nhé. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye. Tiền đạo phong chế. Woo! Vô địch thiên hạ đội tại.
Mỗi lần Ngộ Không tung ra một đòn chiêu thức, đòn sát thương tiếp theo của hắn cường hóa. Ủa tin vậy. Lập tức áp sát mục tiêu. Ui kinh vách cứt. Nghĩa là dùng một skin phát, nghĩa là áp sát mục tiêu và tăng đam lên. Phân thân thuật, tạo ra một phân thân y hệt bản thân rồi lập tức tiến vào trạng thái tàng hình. Khi biến mất phân thân phát nổ với sát thương vật lý, tung chiêu cũng không tăng được 4% tốc độ cân đầu vân, cường hóa bản thân giúp tăng 100 giáp cùng giáp phép trong 3 giây. Gì đấy. Lướt về phía trước sẵn sàng đại chiến 500 hiệp. Chém gió, ulti vung gậy tấn công kẻ địch gây quanh làm choáng kẻ địch trong 1 giây. Ui con này ngon đấy. Ôi bạn ấy nhiều vào ngọc vách cứt. Cả tanh cả chí mạng vách cả cứt. Không phải giàu thế. Này bạn ấy có là Peina này, Lữ Bố này, các Blazolo này, nhiều vách cứt. Zina này, Thên này, nói chung bạn ấy nhiều skin. Butterfly thủy thủ bạn cũng có nhá. Bạn ấy có mỗi không có mỗi là điêu thuyền thôi. Ôi giời, Tùng Sơn Idol danh gì đấy. Danh đồng à. Đây thách đấu, cao thủ. Ui có khi thằng Tùng Sơn Idol là cao thủ anh em ạ. Ôi có thằng tên là Ngộ Không kìa. Ngộ Không, Clissy. Nói chung là cái nick này bạn ấy rất là khủng. Cực kỳ khủng trong cái làng League of Legends. Nhưng mà tại sao nick vàng 1 được thế nào? Không cây vàng 1 và chỉ mua skin rồi à? Ok, rồi rất là cảm ơn bạn này một lần nữa. Và cho tôi mượn nick này để review con Ngộ Không này. Và bạn cũng là một fan cứng của Game Action. Nên được rồi, tí ra tôi sẽ ra kết bạn với bạn ấy. Ok, rất là cảm ơn bạn này. Rất là nhiều tướng và skin. Rất là hào hức rồi. Nhưng mà tôi sẽ không lạm dụng cái nick của bạn ấy quá, mà tôi chỉ mượn để test skin hoặc là review skin cho anh em, hoặc là review tướng thôi, chứ tôi không chơi nhiều. Tôi không lạm dụng cái nick này bạn quá. Đây, sẽ có cái vị tướng Ngộ Không đi rồi. Ngộ Không vun đam thôi. Đam hơn gì chỉ mạng đâu. Sao to nhỉ, mạng kia to. Tôi giáo ấm bượn xuống lắm. Chí mạng có cái gì ra. Ok, mình sẽ đánh con này. Ui, một skin phát nó áp sát luôn à. Ui, đánh 300 tạo ra, đi ra đi, đi ra đi, khỏi cần nữa. Đừng nghĩ kinh nghiệm anh. Có crash tank rồi, mình không sợ đâu. Ui, trời ơi.